Xin chào các bạn, ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn mẹo để kiếm được 1.000 đô từ eBay. Để các bạn có niềm tin và kiếm được số tiền 1.000 đô, bạn cần vượt qua các mức nhỏ để tạo niềm tin rằng với phương pháp tôi hướng dẫn về eBay hoàn toàn có đủ sức mang lại cho bạn 1.000 đô mỗi tháng. Với mức doanh thu theo các mức doanh thu mà các bạn cần vượt qua đó là 10 đô, 100 đô, 500 đô và đạt được mức 1.000 đô. Thì để đạt được cái mức đầu tiên này và tạo niềm tin để cho các bạn cảm thấy rằng hệ thống này nó có khả năng mang lại tiền cho các bạn, thì tôi hướng dẫn các bạn là hãy sử dụng những cái ebook mà tôi đã đính kèm trong cái file tính giá và lợi nhuận. Bạn sử dụng cái bộ ebook đó để bán trên eBay với giá khoảng từ 1 đô cho đến 3 đô. Thì các bạn cũng có hoàn toàn có khả năng lấy được một cái khoản tiền nhất định từ cái bộ ebook đó. Tôi lấy ví dụ, bạn có thể bán với giá trung bình là 1 đô cho một bộ ebook 2.600 hay 2.600 ebook. Ở đây tôi có hai bộ ebook, một bộ ebook là 2.000 ebook và một bộ ebook là 50.000 ebook. Bạn có thể bán với giá là 1 đô cho bộ ebook 2.000 và bán 3 đô cho bộ ebook là 50.000. Còn bán cả bộ này bao gồm luôn cả 50.000 ebook và tặng kèm 2.000 ebook thì tôi đang bán với giá là 3 đô. Bạn có thể sáng tạo ra nhiều sản phẩm khác tương tự bằng cách là tìm mua một bộ ebook khác hoặc là một sản phẩm số khác ở trên eBay hoặc là ở trên mạng. Sau đó bỏ tiền mua một lần và có thể bán suốt đời. Tôi lấy ví dụ bộ ebook này tôi mua với giá là 3 đô. Nhưng tôi đã bán và thu tiền lên đến hàng trăm đô từ bộ ebook này. Và bây giờ tôi còn tặng nó cho bạn nữa. Rất là có giá trị. Bạn có thể tìm kiếm những cái bộ ebook hoặc là những sản phẩm số giống như thế này ở trên mạng có rất là nhiều. Và học trò của tôi cũng đã kiếm được rất là nhiều tiền từ bộ ebook này. Và chỉ từ bộ ebook mà tôi đã tặng thì học trò của tôi đã đủ cái số tiền trả tiền cho học phí khóa học. Và khi mà các bạn đạt, và như vậy thì để đạt được cái con số 10 đô này, bạn có thể sử dụng ebook và bán theo hình thức là bán đấu giá trên eBay với giá từ 1 đô cho đến khoảng 3 đô cho một sản phẩm, 3 đô cho một bộ ebook. Khi các bạn đã có niềm tin rằng eBay có thể kiếm được tiền, các bạn bắt đầu đạt chinh phục cái mức 100 đô và 500 đô bằng hình thức là bán những sản phẩm như là hạt giống. Bán hạt giống. Có thể bán hình thức là mua ngay buy it now hoặc là đấu giá. Tôi thường thì tạo ra luôn cả hai cái. Ví dụ như khi mà tôi đăng bán buy it now thì tôi cũng tạo ra một cái tương tự đấu giá để vừa đấu giá vừa bán được hàng mà cũng vừa có thể bán được buy it now. Ở cái mức 500 đô này bạn có thể bán những sản phẩm có giá trị cao hơn, ví dụ như là mẹ và bé, bán sản phẩm về mẹ và bé. Bán ở mức 500 đô này thì bạn có thể bán những cái sản phẩm có giá trị cao hơn, ví dụ như là những cái sản phẩm không thể so sánh về giá, ví dụ như sản phẩm thuộc về tác phẩm nghệ thuật, nghệ thuật, trang sức, sản phẩm handmade, đồ cổ. Bạn có thể là tùy ý định đoạt cái giá trị sản phẩm mà không phải lo về vấn đề về cạnh tranh. Ở đây tôi có một cái từ khóa gợi ý các bạn là bán đồ handmade, và tôi thường bán đó chính là trang sức handmade. Thứ hai nữa, bạn cũng có thể bán những sản phẩm thông dụng phục vụ cho gia đình như là mẹ và bé, những cái sản phẩm mà càng mới lạ tiện dụng thì càng dễ bán. Ví dụ như năm 2015 thì bùng nổ doanh số mũ gội đầu cho trẻ sơ sinh. Cái mũ gội đầu cho trẻ sơ sinh mặc dù giá chỉ có khoảng 2 đô nhưng khoảng 2 đô trên cái, nhưng mà số lượng bán lên đến hàng chục nghìn cái, đa phần là khách hàng mua sỉ. Ngoài ra bạn có thể bán theo combo. Tôi lấy ví dụ như một sản phẩm có giá 1 đô, nhưng nếu như bạn bán combo thì
Bạn bán 5 sản phẩm thì có giá lên tới 5 đô. Thì doanh số của bạn lúc này là 5 đô chứ không phải là 1 đô nữa. Tuy nhiên, bạn cũng nên để cho khách hàng thấy được cái lợi ích khi mà mua combo. Tôi lấy ví dụ 1 đô, tôi lấy ví dụ như giá sản phẩm là 5 đô trên sản phẩm. Nhưng mà nếu như mua 2 sản phẩm thì tôi sẽ bán với giá là 7 đô, ví dụ như vậy. Thì khách hàng sẽ nhìn thấy cái lợi ích khi mua sản phẩm combo. Lúc này là tổng giá trị đơn hàng của bạn lên đến 7 đô chứ không phải là 5 đô. Bạn có thể tìm kiếm một cái quyển sách. Bạn có thể tìm một cái quyển sách có tên là Hiệu ứng chim mồi. Quyển sách này hướng dẫn các bạn cách định giá sản phẩm bán combo. Nó sẽ giúp cho các bạn biết cái cách để làm sao tạo ra một cái hiệu ứng giúp cho khách hàng lựa chọn cái sản phẩm mà bạn muốn khách hàng mua. Và để đạt được cái con số 5.500 đô này thì nó cũng cực kỳ dễ. Bởi vì cái con số này tôi đã đạt được vào cái tháng đầu tiên tôi kinh doanh trên eBay. Và tôi nghĩ là các bạn cũng sẽ rất là dễ dàng để đạt được nó. Cái mẹo mà tôi cần chú ý với các bạn đó chính là bán hàng với location nhanh, khoảng từ 10 đến 20 ngày, từ 10 đến 15 ngày. Thì bạn có thể chọn bán location là ở Mỹ. Thì cái tỷ lệ mà khách hàng mua hàng nó sẽ cao hơn và bạn sẽ đạt được cái con số 500 đô này dễ dàng. Còn để đạt được cái mức con số là 1.000 đô thì tôi hướng dẫn các bạn là bán ở bên ngoài eBay. Tức là các bạn phải lập một cái website thương mại điện tử như là cách mà bạn bán hàng ở Việt Nam. Bạn có thể sử dụng nền tảng là WordPress hoặc là Blogspot. Và khi mà bạn lập một website thương mại điện tử, bạn cũng đăng sản phẩm lên trên website, bán giống như là bạn bán ở Việt Nam. Và lúc này bạn cần phải chủ động marketing để tìm kiếm khách hàng theo hướng dẫn ở cái phần marketing trong khóa học này. Thì như vậy thì cái tỷ lệ mà các bạn đạt được 1.000 đô nó sẽ cao hơn so với cái việc là bạn đang bán sản phẩm lên trên eBay và ngồi đó chờ khách hàng đến và mua hàng. Thì như vậy thì nó hơi bị động và các bạn rất là khó để kiếm được 1.000 đô theo cái phương pháp đó. Một số người đã kiếm được số tiền 5.000 đô từ cách đơn giản lập một cái website và sau đó marketing bán hàng. Hoặc là một cái phương pháp khác nữa đó chính là xây dựng hệ thống. Và có thể tìm hiểu thêm về cách xây dựng hệ thống này với khóa học có tên là Spidercamp, mà tôi cũng là người trực tiếp hướng dẫn. Khóa học có tên là Spidercamp. Bạn cũng có thể tìm hiểu và học cách xây dựng hệ thống này ở khóa học Spidercamp mà tôi trực tiếp đào tạo. Do đây là khóa đào tạo về eBay nên phần marketing tôi chỉ hướng dẫn các bạn về lý thuyết và bạn phải nghiên cứu và thực hành thêm. Tôi có một vài khóa học khác về thực hành marketing online theo phương pháp tự động hóa như mà tôi hướng dẫn ở đây. Với học phí rất rẻ, bạn có thể tham khảo và tìm hiểu thêm tại unica.vn. Tôi có một vài các khóa học thực hành về marketing online theo những cách mà tôi đã hướng dẫn trên đây. Với học phí rất rẻ ở tại Unica, bạn có thể theo dõi và tìm kiếm những cái khóa học và tìm những khóa học đó của tôi tại website unica.vn. Hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp.